chào quý vị và các bạn trên hai trang của mình, YouTube và Facebook của mình nha, Ngọc Bích Movie Channel và Úc Bích chơi của Facebook. Thì mình hôm nay mình là bây giờ là 7 giờ. Mình đang tới sân vận động của Coleman. Don Coleman. Ở đây là khung cảnh ở bên ngoài nha. Đây bình minh vừa mới vừa ló dạng, mình quay qua cái mặt trời nó bị chói nắng thành ra nó bị đen ha. Đó. Mình ập cái máy xuống thì nó ok ha. Nghe chìa khóa. Dạ. Có một mớ sinh viên họ đi vô trong rồi ha. Rồi. Đây là những cha mẹ và những phụ huynh còn lại nha. Đây là sân vận động Don Coleman, Don Coleman. Mấy cháu nó đi xuống dưới này nè ha. Để đi vô, một lát nữa thì đi lên trên ha. Rồi bây giờ mình stop, mình vô trong, mình ngồi mình mới quay được, bây giờ đi vô. Đi. Ba đâu? Still mocking hả? Cái mũi hả?